quý khán giả của LTV. Thưa quý vị, trẻ lên 3 có rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý và đây là giai đoạn rất là quan trọng để giúp cho trẻ hình thành nên nhân cách cũng như là tính cách trong tương lai. Tuy nhiên là giai đoạn này thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì hầu như là cha mẹ trong giai đoạn mà trẻ lên 3 đều rất là khó kiểm soát được hành vi của con trẻ cũng như là hành vi của chính bản thân cha mẹ. Như vậy thì khủng hoảng tuổi lên 3 là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với chị Yến Phạm đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào chị ạ. Thưa chị, theo chị thì định nghĩa khủng hoảng tuổi lên 3 là như thế nào ạ? Thực ra không có cái mà quý vị gọi là khủng hoảng tuổi lên 3 ghê gớm như vậy đâu. Thực ra là mình khủng hoảng, tức là bố mẹ khủng hoảng, bởi vì lúc này là đứa trẻ nó đã có một cái giai đoạn từ 18 tháng cho đến 3 tuổi. Đứa trẻ đó nó thực sự là nó đi vào trong cái giai đoạn là nó hình thành cái bản thân của nó, cái tự ngã của bản thân nó. Thì cái đứa trẻ nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ muốn tự làm mọi thứ, nó muốn được hướng dẫn để tự làm mọi thứ, nó không muốn bị bó buộc nữa, nó muốn khẳng định bản thân. Thì trong cái quá trình khẳng định cái bản thân này thì đứa trẻ nó sẽ vượt qua cái gọi là cái yêu cầu của bố mẹ, và nó không muốn làm cái mà bố mẹ muốn nó làm nữa, để nó làm cái mà nó muốn làm. Cho nên bố mẹ lại cảm thấy là con bây giờ không nghe lời nữa, thậm chí con la hét, thậm chí con khủng hoảng, con đập phá vân vân và vân vân, thì bố mẹ gọi đây là khủng hoảng. Thực sự nó cũng có một cái phần gọi là gì, khi mà khoảng 18, 19 tháng thì đứa trẻ nó có một cái hormone nó đưa lên trên não và nó ức chế cái vỏ não. Và khi nó ức chế cái trung khu vỏ não như vậy thì cái đứa trẻ nó có một cái nhu cầu, gọi là cái nhu cầu được tự làm, nhu cầu được khẳng định bản thân. Bởi vì sao? Tới 12 tháng thì con hoàn toàn con có thể sử dụng được các function, cái cơ thể của mình, tức là cái cơ chế cơ thể của con đã biết tương đối tốt rồi. Thì bây giờ có phải là con tới một cái giai đoạn là con có thể cầm nắm vận động tinh và con có thể làm được những chuyện như cột dây dài mà bố mẹ thì lại nghĩ là con không thể làm được và bố mẹ không cho con làm. Thực ra nó gặp những cái vấn đề, thứ nhất là bạn không cho con làm những cái điều mà con nên làm, thứ hai bạn không hướng dẫn cho con làm mà bạn bắt con làm, thứ ba là bạn kêu con làm xong rồi bản thân của bạn cũng không biết như thế nào để khuyến khích con làm đúng. Thì chắc chắn con sẽ khủng hoảng. Con khủng hoảng cái gì? Con khủng hoảng về con làm như thế có đúng không? Cái niềm tin của con với bố mẹ. Còn cái chuyện bố mẹ dọa con nữa thì cái chuyện đó còn khủng khiếp hơn. Tức là con đừng làm nữa, con làm nữa là con sẽ bị cái gì, cái gì, cái gì. Nhưng mà thật sự khi đứa trẻ nó làm xong thấy nó chả bị gì, đúng không? Thì nó khủng hoảng cái niềm tin đó đối với bố mẹ, đúng không? Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái đứa trẻ nó không biết là bây giờ nó nên nghe ai nữa. Nó nghe bản thân nó hay nó nghe cái người hướng dẫn nó? Bởi vì bạn nuông chiều nó tới một cái mức nào đó, bây giờ nó bảo bạn đứng lên, bạn đứng lên, bạn ngồi xuống, bạn ngồi xuống, đúng không? Vậy thì bây giờ nó nghe nó hay nó nghe bạn đây? Rồi nó khủng hoảng cái gì? Nó khủng hoảng về bản ngã. Tức là bản thân của mình không được làm cái gì hết, bản thân của mình làm gì cũng bị la, bản thân của mình làm gì cũng cảm thấy không đúng, thì bạn sẽ bị khủng hoảng. Ngay cả như bạn cũng vậy thôi, mình cũng vậy thôi, mình làm gì mà mình cũng bị người ta nói bạn làm này sai, bạn làm này sai, cái này bạn sai, cái này cũng không được làm, cái này cũng được làm. Em có thêm khủng hoảng không? Thì cái khủng hoảng đó là do mình tạo ra cho cái đứa trẻ đó, chứ không phải là do đứa trẻ đó tự nó có cái khủng hoảng đó. Nó chỉ bị cái hormone ức chế thời thượng kinh não thôi, chứ nó hoàn toàn không bị cái vấn đề là khủng hoảng về cái đó. Cái khủng hoảng niềm tin là bạn cho con, cái khủng hoảng về người hướng dẫn là bạn cho con, khủng hoảng về cái việc con làm đúng hay sai là bạn cho con. Cho nên bạn chỉ cần làm đúng ba việc. Việc thứ nhất, bạn cho con tự do và khuyến khích con làm những việc con làm đúng. Việc thứ hai, bạn hướng dẫn lại con và bạn không la con. Khi con làm sai, con chỉ cần được hướng dẫn lại và hướng dẫn lại thật tốt. Cái việc thứ ba là gì? Bạn cho con biết đâu là người hướng dẫn, chứ không phải là cái việc là con làm cái gì cũng bị sai, cũng bị la, mà con không được hướng dẫn lại và con không, và bạn không có cứng rắn mỗi khi con làm, tức là bạn nuông chiều con, hoặc là bạn nuông chiều tới hồi bạn la con. Tức là ba cái việc đó bạn phải giữ được nó hài hòa. Và suốt từ những năm 18 tháng cho tới 3 tuổi thì bạn sẽ thấy con vượt qua cái giai đoạn này rất nhẹ nhàng, con không có cái chuyện gọi là khủng hoảng. Tại vì chính mình không khủng hoảng thì con sẽ không khủng hoảng. Vâng, thưa chị, như chị vừa mới chia sẻ thì khủng hoảng tuổi lên 3 là do phụ huynh tạo nên, đúng không ạ? Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế được cái tình trạng khủng hoảng này ở trẻ cũng như là ở phụ huynh? Chị có thể cho một cái ví dụ cụ thể nhất không ạ? Ok.
phụ huynh là cái người hướng dẫn cho trẻ, phụ huynh là cái người để cho trẻ vượt qua cái giai đoạn này một cách nhẹ nhàng nhất. Mình nói một cái ví dụ đơn giản nhất là cái việc xếp quần áo. Hễ mà bạn xếp quần áo là con nó sẽ tới nó đòi xếp quần áo chung với bạn. Thì bạn hãy cho con được những cái đồ chơi mà nó thích hợp với cái đồ chơi mà con cần có. Ví dụ như là gì? Những cái gì mà bạn có thì bạn cho con. Dù bạn có một cái chổi to, bạn cho con cái chổi nhỏ. Bạn có cái đồ hút rác to, bạn cho con đồ hút rác nhỏ. Bạn có cái nồi to, bạn cho con cái nồi nhỏ. Bạn tập cho con bắt chước bạn càng nhiều càng tốt. Cứ hễ mẹ làm cái gì thì cứ cho con làm chung và mình hướng dẫn. Càng ngày con sẽ được hướng dẫn bởi vì con có cái công cụ nó nhỏ giống cái công cụ của mẹ. Bạn nhớ nha, bạn là cái hình mẫu cho cái đứa trẻ. Cứ hễ bạn xử lý cái vấn đề như thế nào, bạn chậm rãi, bạn bình tĩnh thì đứa trẻ nó sẽ chậm rãi, nó sẽ bình tĩnh. Nếu mà bạn là cái người mà cuống cuồng thì đứa trẻ nó sẽ cuống cuồng gấp đôi bạn. Cho nên mình hay nói đó, trẻ nó, mình cứ nói là con em quậy, thực ra mình nói lại con em tăng động là do em tăng động. Rồi mình nói trong nhà có những cái thứ nhỏ nhỏ giống con, khi bạn quét nhà thì bạn cho con quét sau lưng bạn và bạn hướng dẫn nè, mẹ con coi mẹ quét nè, rồi cái con quét theo mẹ. Rồi thí dụ như bạn rửa chén thì bạn cho con đứng kế bên. Có thể nó chơi vài chút xíu rồi cái nó chạy đi cũng được. Bạn phơi đồ, bạn cũng cho con phơi đồ. Tức là con nó sẽ đi theo bạn trong từng cái hành vi mà bạn làm. Thì có phải là con nó được hướng dẫn không? Mà nó hướng dẫn nhẹ nhàng chứ không phải là bạn phải đưa lên một cái bài học rồi cho con hướng dẫn. Thực ra những cái chuyện đó nó ở trong nhà. Và những cái chuyện đó nó chính là những cái hành vi của mẹ và con nó học theo. Vâng, Kiều Anh xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Yến Phạm. Thưa quý khán giả, như những gì chị Yến vừa mới chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là không có khái niệm khủng hoảng tuổi lên 3, mà đó là một quá trình kể từ khi trẻ còn nhỏ đến giai đoạn trẻ 3 tuổi. Làm thế nào để cho trẻ có thể vượt qua giai đoạn này thì phụ thuộc rất lớn vào phụ huynh. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chị Yến thì chúng ta sẽ có được những giải pháp cho riêng mình. Bóng và xanh. Đó. Ngọn cái đầu trái chuối đều có còn nhiều cái núm khô chưa được rụng. Đó là gọi là cái đặc trưng của cái chuối La Ba.